các bác, bàng máu các bác, chiến luôn cái sung này. Nhìn mấy cảnh bãi uốn lời xẻ ngứa mắt quá. Mà bây giờ ngọn viên nó đang không theo ý muốn của tôi, làm lại ngọn này, thu ngắn ngọn lại rồi. Và cũng như cái cây xanh kia, người ta cái lúc cần cắt thì lại chưa cắt, nhưng lúc nó phá đi thì cắt lại thừa mất một đoạn, xong rồi lấy lại giật làm ngọn, làm nó luôn muôn đời lỗi này con. Cái nhát cắt giật đầu tiên ở đây thì cũng được rồi, gọi là được rồi, thì có cái tay ra đây được rồi, tay phóng ra kia ok được rồi. Nhát cắt giật thứ hai ở đây. Đây, chỗ này và cũng được rồi. Đấy thì phát thứ ba, thứ tư ở đây là không ổn, ít nhất là phải đến đây. Cái đoạn này loằng ngoằng này, nhìn mất cả giá cây đó. Thì mấy hôm rồi mưa nó phun bần cắt thì sẽ gọn, thì bà dây dợ và chẳng chịt kinh quá. Đấy, thì tính sẽ cắt đến đấy và thu ngắn những cái tay nữa, có thể là hơi sớm nhưng mà thôi, đang máu chứ mấy nó đi làm không làm được. Nhiều khi các bác cũng thông cảm, em làm nó theo cái lịch trình công việc của em ấy, chứ không phải là em nóng vội hay thế nào đâu. Em được nghỉ thì em sẽ cố gắng em làm và cố gắng chọn cái thời điểm nó phù hợp nhất các bác. Rồi bây giờ cắt thôi, cắt ngọn này. Đầu tiên là phang cái tay dưới trước, xong rồi gỡ bỏ mấy cái dây rồi cắt ngọn đi được. Rồi chiến, như cảnh này là vẫn hơi sớm nhưng mà cắt được rồi này. Cái này thì tí nữa vợ em vẫn phải cắt thôi, nhưng mà để thu nó côn lại, nhưng thực tế là phải chờ nó to ít nhất là bằng cái kia thì mới nên cắt thôi. Cắt luôn. Kiểu vẫn chưa đến dậy thì nó bắt lấy chồng, buộc em phải phá đi. Cắt hết xong để chăm con anh bác, con đang ốm cả, con đang ốm cả nút bên này, bố cứ lang thang quá buồn.
Mùi như vỡ lưới. Đây nha, này các bác nha, nó phải đến đây, nó phải đến đây, nhưng mà em cắt trước vào đây các bác. Đón ở đây, chẳng may cái chỗ này nó tèo này thì còn lấy lại được. Xong rồi. Rồi. Nút chỗ này. Đây các bác ạ. Tối qua mà đang định nhát cắt cuối cùng thì con quấy quá. Vừa bế. Thì bây giờ đầu giờ sáng đi làm thì đi ra mẹ nhớ ra chưa cắt nốt, bây giờ phèng nốt cái đoạn này, ngọn này, ngọn ngày xưa đây, vứt vừa vứt ở đây, lòng hoàng run dế là cắt vứt hết, thì mong chờ những cái mầm nó lành lên để giật được một cái ngọn ưng ý, thì đáng lẽ phải bôi keo liền sẹo luôn, nhưng mà thôi bận quá đi làm luôn, nhưng cũng may cái sung nó có cái nhựa đây nó phủ những cái nhựa này này, nó sẽ làm cho liền sẹo cái chỗ này. Tuy nhiên là cái chỗ gỗ này thì rất dễ bị hỏng, gỗ sung này rất dễ xốp, rất dễ bị hỏng. Buổi chiều về phải phủ nó lên. Đấy, tất nhiên phủ luôn càng tốt, nhưng mà thôi. Đi giày biết vào rồi, bây giờ không muốn đụng vào nữa, đi làm nó muộn rồi. Đấy các bác, à, nó cụt lùn các bác nhìn nó buồn cười. Phôi rồi, giờ lại thành cái phôi. Cây này mà đem ra chợ rồi lại không được cái giá mà lúc tôi mua. Đấy, tuy nhiên tương lai thì nó lại nâng lên rất nhiều.
bác nhé. Dụng đi rất nhiều quả bởi vì là nó được bỏ lên khỏi cái chậu cũ của nó, lên cái chậu kia thì người ta cũng chưa trồng, người ta chỉ đặt lên thôi. Bây giờ trồng vào đây thì nó mới bị trột lên một tí, nó bị dụng khá là nhiều quả, nhưng không sao. Quan trọng là giống này thì không bao giờ sợ nó hết quả. Những cái mắt này này nó sẽ liên tục nó ra mà ra ra quả hết lứa này đến lứa khác, xung nếp nó là như vậy từ gốc đến ngọn luôn các bác nhé. Chiều về xem là có cái bộ đục ngon rồi thì sửa nốt mấy cái chỗ sẹo kia cho nó mịn đi tí. Rồi thế thôi, cơ bản thì chỉ cắt như vậy thôi các. Chờ giật lên một cái mầm thật chuẩn ở chỗ kia, lúc đấy sẽ tuyển cái mầm tính sau. Bây giờ là tạm thời là hạ được những cái nhát cắt nó mong muốn đúng vị trí rồi. Bác ạ. Rồi, xin cảm ơn các bác nhé. Em đi làm. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé. Sau là sẽ có video về cái cây xi này nhé.